các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cái sáu chức năng New Face nha các bạn. Thì New Face nó bao gồm các chức năng này, siêu âm này, siêu âm, sóng siêu âm, cái này là phun oxy, phun toner nước hoa hồng, nước muối sinh lý. Còn cái này thì mình sẽ làm sạch, làm sạch mình được hút, rồi ép lên cơ. Sửa da nha các bạn, sửa da. Và đồ còn lại là mình đi siêu âm lạnh. Mình sẽ bật cái công tắc ở phía sau ha. Mình sẽ vào tiếng Anh đi cho dễ. Thì nó có các đầu nè, sáu chức năng ở dưới đây nè. Mình nhìn biểu tượng mình đi ha. Rồi mình bấm start là bắt đầu hoạt động các bạn. Hút ha. Hút thì nó sẽ nó liên quan tới các cái đầu sau, giống như cái khoang nước này các bạn. Đó, mình có ba khoang ha. Mình sẽ sử dụng nước từ khoang nào thì mình lấy từ khoang đó là mình chỉnh cái này. Ở chỗ này nó có cái đường nè. Đó, cái đường mình sẽ lấy khoang A, từ nước từ khoang A, từ khoang B hay khoang C. Còn cái này là sử dụng cái lực của nước nha các bạn. Nè, các bạn dặn hãy để ý là dặn trong khoảng này thôi nha. Mát nè, min nè, đó. Mình dặn cho mình đừng có đừng quá, mình đừng có ráng mình dặn nó dễ bị hư mấy. Nó đứt cái này đó. Rồi cái này là sử dụng cái lực trong lực hút đó các bạn, lực hút đó. Ha, cái khí đó. Đây. Là mình sử dụng đó. Rồi thì mình sẽ chọn cái chế độ vừa phải thôi để mình đi ha. Cái này nếu mình cho muốn cho ra nước làm sạch nhiều thì mình sử dụng nha ha. Các bạn sẽ để một xíu để nước nó dây nó lên cái tay cầm này rồi nó ra nước này. Mình sẽ lấy từ khoang A này, khoang A mình đang có nước này. Đó. Làm sạch. Nó ra nước một ít thôi chứ mình không cần nó nước nhiều, bởi vì nó làm sạch là nó làm sạch từ nó làm sạch từ trong giai đoạn mà mình kéo á, nó sẽ sụp trong giai đoạn mình kéo chứ không cần phải ra nước tê tét ở bề mặt nha các bạn. Mình sẽ sử dụng chức năng phun oxy, toner, nước muối hoa hồng. Thì khi sở chọn chức năng này mình sẽ chọn ở trên đây nha các bạn nha. Các bạn bạn sao cho cái điểm ở bên phun oxy này. Rồi bắt đầu mình sẽ chọn ha, mình chọn thời gian này ha. Rồi bắt đầu mình phải chọn lên chức năng như trước. Mình sẽ có thể sử dụng star trong máy này. Hoặc mình có thể điều khiển trên tay cầm, cái nút này nhấn các bạn. Rồi. Hướng dẫn chức năng sửa da thì các bạn sẽ chọn chức năng sửa ở đây ha, biểu tượng. Sau đó mình sẽ chỉnh mức năng lượng 18 là cao nhất đó. Còn cái này là độ cái này sóng liên tục, sóng xung, sóng liên tục nó mạnh hơn sóng xung nha các bạn nhớ sẽ thôi. Thì bây giờ mình sẽ cầm nha bạn, hai tay nè cầm cái này sủi mình sủi cái gì rồi động cái này mình sẽ cảm giác nóng run. Còn cái chức năng này là chức năng điện di nha các bạn. Mình sẽ có thái độ chăm chích, tăng mức năng lượng bình thường nha, giảm xuống để lúc mình đi ta thôi. Mình có thể điều chỉnh tắt mở ở đây ha. Đi cảm nhận chăm chích chích tê. Này là sử dụng bú lạnh nha các bạn. Đây tương tự mình chọn thời gian tùy thích, sau đó mình nhấn nút start thì mình sẽ thấy một cái dòng lạnh ở trên tay của mình ha. Mình tắt thì mình sẽ sử dụng cái này. Mở nha các bạn. Tắt. Cái này mình sẽ sử dụng chế độ siêu âm. Mình sẽ sử dụng cái này. Nó cũng có chừng mất năng lượng mình cần. Sóng liên tục. Rồi các bạn bấm start. On off bắt buộc đàn điều chỉnh trên tay được luôn. Nên cái bàn cầm cho thoải mái. Cách lắp bình và lấy bình vào các bạn. Lấy tay một xíu nha các bạn, lấy tay một xíu rồi sau đó lấy ra rồi các bạn gắn vô bình thường. Gắn vô thì đẩy lên cái tay mình đẩy lên rồi. Phía sau máy nè là cái bình lấy nước ra nha các bạn, lấy cái nước xả nước dơ, đựng nước dơ nè, mình đẩy ra
mình đẩy vô thôi. Mình cái tay vô mình lực chỗ này nè, để vô, kéo ra. Rồi. Đặt vào cho nó trúng khớp là được. Rồi đẩy vào. Cái chức năng này nè, các bạn nhớ phải cập thật cẩn thận nha. Nhìn cái biểu tượng nè. Nhìn cái biểu tượng và nhìn cái cháu bên trong á là mình lắp nha. Đặc biệt là cái hút chân không này nè. Cái là mình phải lắp vào á thì thiếu nó mình không hút được đâu.